Bị đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở vịnh Bengal. Đường di chuyển của siêu bão Amphan dự kiến đi qua khu vực sinh sống của hàng triệu người ở Ấn Độ và Bangladesh. CNN thông tin ngày 19 tháng 5 rằng siêu bão dự kiến đổ bộ trong vòng chưa đầy 36 giờ, mang theo mưa lớn và gió mạnh tàn phá khu vực vốn đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hãng tin của Mỹ lưu ý, siêu bão Amphan trở thành cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở vịnh Bengal từ tối ngày 18 tháng 5 với sức gió lên đến 270 km/h. Theo dữ liệu từ Trung tâm Cảnh báo Bão Trung Mỹ, kể từ thời điểm đó, bão Amphan có suy yếu nhẹ nhưng vẫn tương đương một cơn bão cấp 4 theo thang báo bão ở khu vực Đại Tây Dương hay siêu bão ở Tây Thái Bình Dương với sức gió lên tới 240 km/h. Vịnh Bengal ở phía đông bắc của Ấn Độ Dương, có Ấn Độ ở phía tây và tây bắc, Bangladesh ở phía bắc và Myanmar ở phía đông. Siêu bão Amphan là siêu bão thứ từng được ghi nhận ở vịnh Bengal từ khi bắt đầu triển khai ghi dữ liệu bão. Siêu bão trước đó xảy ra năm 1999 khiến 15.000 làng mạc bị ảnh hưởng và cướp đi sinh mạng gần 10.000 người. Siêu bão dự kiến đổ bộ biên giới Ấn Độ, Bangladesh vào tối ngày 20 tháng 5. Đáng chú ý là địa điểm siêu bão đổ bộ gần thành phố Kolkata của Ấn Độ, là nơi sinh sống của 14 triệu người. Time of India dẫn lời quan chức địa phương cho biết, có 6 huyện ở bang Odisha, Ấn Độ, dự kiến là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi siêu bão Amphan đổ bộ. Các quận này là Kendrapara, Harak, Balasore, Mayurbhanj, Jaipur và Jagatsinghpur. Chúng tôi dự kiến nó sẽ đổ bộ đất liền và trở thành bão lốc xoáy nhiệt đới rất nghiêm trọng, ông Umashankar Das, phó giám đốc cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ tại Bhubaneswar, nói. CNN cho hay, để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Amphan, Satya Narayan Rathan, tổng giám đốc lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia NDRS Ấn Độ, cho biết có tới 260.000 người ở khu vực ven biển Tây Bengal và Odisha đang trực tiếp bị đe dọa bởi siêu bão và cần phải sơ tán. Nhiều xe buýt đã được sắp xếp nhưng nhiều người vẫn phải đi bộ tới các nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo ông, bang Tây Bengal thường có các phòng trú ẩn tránh bão cho khoảng 500.000 người nhưng bởi quy định giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19, sức chứa của các cơ sở này giảm hơn một nửa, chỉ còn 200.000 chỗ. Ông Rathan cũng lưu ý, những khu vực bị đe dọa bởi bão Amphan tương đối kém phát triển. Nhiều người dân ở những ngôi nhà tạm từ mái tranh hoặc tôn. Tại Bangladesh, quan chức Bộ Quản lý Thảm họa Manir Ramanh cho biết, nước này đang lên kế hoạch sơ tán khoảng 2 triệu dân từ các khu vực ven biển tới hơn 12.000 nơi trú ẩn. Bangladesh có khả năng cung cấp nơi ẩn náu an toàn trong bão cho khoảng 9,1 triệu người đồng thời vẫn đảm bảo các biện pháp giãn cách xã hội. Thanh Hà. Hôm qua 18 tháng 5 năm 2020, mây vảy rồng đang tập kết ra ngoài khơi thủ phủ Kolkata ở khu vực đông bắc Ấn Độ. Đó là vì siêu bão Amphan chuẩn bị đổ bộ thẳng vào nơi đây và đang vận động quân binh đi về phía nó. Đây là một trong những siêu bão lớn nhất thế giới, từng đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh trong vòng 20 năm trở lại. Năm 1999, một cơn siêu bão tương tự đã tấn công vùng duyên hải bang Odisha, Ấn Độ và giết chết hơn 9.000 người. Ấn Độ và Bangladesh đã ra lệnh di tản 5 triệu người ra khỏi vùng thảm họa. Hãy cầu nguyện cho người dân nghèo Ấn Độ và Bangladesh. Họ cũng đang chật vật chống lại đại dịch coronavirus. Ha ha ha, 问什么的说